Tính ra nha là tôi dùng rất là nhiều sản phẩm là sạch, nhưng mà tôi rất là nghiện cái mặt nạ này luôn ý. Mọi người thấy không, lỗ chân lông của tôi đó gần như là thu nhỏ hoàn toàn luôn. Thì đây chính là em mặt nạ đất sét đã mê hoặc tôi trong cả thời gian gần đây. Em mặt nạ đất sét ngải cứu này từ nhà Skinny Fit với kết cấu rất là mềm mịn luôn, nên đó là khi tôi sử dụng lên da thì cảm giác rất là thích. Bình thường thì tôi khá là siêng skin care cho nên là sẽ sử dụng mỗi tối trước khi đi ngủ. Mà hiệu quả của em này nha chắc là khỏi phải chê luôn ý. Khả năng làm dịu mụn và thu nhỏ lỗ chân lông rất là tốt. Trong thành phần của em này thì có chứa ngải cứu nè, niacinamide hay là salicylic acid, cho nên là làm sạch lỗ chân lông này hay là sợi bã nhờn rất là ổn. Đặc biệt là làm dịu vùng da bị viêm. Mà khi sử dụng thường xuyên á thì còn cải thiện làn da bị mụn trứng cá hay là mụn ẩn nữa đó. Bởi vậy mới nói tôi bị em này mê hoặc luôn á mọi người. Sản phẩm tôi thấy ok lắm, tôi để ở góc trái nha.